siêu xe Ferrari 12Q Indri trình làng, siêu ngựa với động cơ V12, hút khí tự nhiên hứa hẹn sẽ sớm cháy hàng nếu không đặt sớm. Ferrari 12Q Indri sử dụng động cơ xăng V12, hút khí tự nhiên, công suất 819 mã lực và ấn tượng, vòng tua máy cao nhất lên đến 9.500 vòng trên phút. Rất có thể mẫu siêu xe này sẽ sớm về Việt Nam, vì nếu không đặt bây giờ, khả năng xe cháy hàng là rất cao. Ferrari luôn biết cách đưa các khách hàng cũng như giới truyền thông đi từ bất ngờ này, đến bất ngờ khác, trong khi nhiều hãng xe khác đang chạy đua cho cuộc chơi xe hybrid, hãng xe ngựa trồm đã tiên phong với SF90 và sau này có 296 GTB, và giờ đây, họ lại làm người hâm mộ của mình. Sướng lên khi tung ra một cổ máy xăng V12 đúng nghĩa, là sự tiếp nối cho thành công của dòng xe Ferrari 812. Mang tên gọi là 12Q Inri tiếng Ý có nghĩa là 12 xi lanh, đây là mẫu Grand Tourer động cơ đặt trước mới nhất và lớn nhất của Ferrari. Xe có sẵn cả hai phiên bản Coupe và Spider và chúng đều đã được ra mắt tại một sự kiện độc quyền được tổ chức ở Miami Beach. Mẫu xe mới Ferrari 12Q Indri lấy cảm hứng từ những chiếc xe Gran Turismo của Ferrari những năm 1950 và 60. Như đã nói trên, tên xe có ý nghĩa từ động cơ, và Ferrari 12Q Indri sở hữu trái tim V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít hàng đầu của thương hiệu Ý, công suất của động cơ này không được tăng lên đối với mẫu xe mới nhưng đã có những sửa đổi đối với nó, cho phép nó đạt tốc độ vòng tua 9.500 vòng trên phút và tạo ra công suất 819 mã lực và mô men xoắn cực đại 678 Nm. Một nâng cấp quan trọng được thực hiện cho Ferrari 12Q Indri là việc sử dụng các thanh truyền bằng Titan giúp giảm 40% khối lượng quay so với các thanh truyền bằng thép. Ferrari cũng sử dụng hợp kim nhôm mới cho piston và lắp đặt trục khuỷu được cân bằng lại và có trọng lượng nhẹ. Các chốt trực của hệ thống van bằng thép có nguồn gốc từ công thức 1, cũng được trang bị lớp phủ Diamond Light -like Carbon, giúp giảm hệ số ma sát và cải thiện hiệu suất cơ học của động cơ. Những thay đổi không dừng lại ở đó. Ống góp và ống nạp nhỏ gọn hơn, đường cong mô men xoắn đã được tối ưu hóa ở mọi tốc độ động cơ, và phần mềm mới đã được cài đặt để điều chỉnh mô men xoắn cực đại có sẵn tùy thuộc, vào số được chọn. Kết hợp với động cơ 6,5 lít là hộp số ly hợp kép 8 cấp, Ferrari cho biết 12 q coupe có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 2,9 giây, không đến 200 km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Bản Spider chậm hơn một chút, cần 2,95 giây để đạt tốc độ 100 km/h và 8,2 giây để đạt tốc độ 200 km/h. Bản coupe nặng 1.560 kg trong khi bản Spider nặng 1.620 kg. Ferrari 12Q Indri trông khá khác biệt so với các mẫu Ferrari hiện tại khác. Nhìn từ phía trước, nó khiến chúng ta liên tưởng đến chiếc 365 GTB trên 4 đây tâu nơ mang tính biểu tượng, với đèn pha, đèn chạy ban ngày sắc nét và chi tiết màu đen bóng giữa các đèn. Ferrari cho biết mẫu xe mới có ngôn ngữ thiết kế tinh tế, hơn 812 Superfast khi tập trung vào những đường nét gọn gàng và tỷ lệ cơ bắp. Có rất nhiều mánh khóe hàng không đang diễn ra. Giống như các mẫu xe Ferrari khác, Nội thất của 12 q Inri chủ yếu là màn hình lớn. Ở trung tâm bảng điều khiển là màn hình thông tin giải trí 10,25 in, trong khi phía sau vô lăng là màn hình lớn 15,6 in dành cho người lái. Một màn hình 8,8 in cũng đã được lắp đặt để hành khách có thể thưởng thức. Ferrari cũng đã giữ lại các nút bấm điện dung trên vô lăng gây tranh cãi tương tự như chiếc 296, nhưng những nút bấm này hiện có vết lõm. Những người mua thích nghe nhạc hơn là Thưởng thức bản giao hưởng V12 có thể tùy chọn hệ thống âm thanh Burmester 15 loa cho xe của mình. Phanh bằng dây được trang bị tiêu chuẩn cho 12Q Inri. Ferrari đã sử dụng một hệ thống tương tự trên SF90 Stradale và 296. Hệ thống kiểm soát trượt 8.0 SSC8.0 cũng được trang bị, phiên bản mới nhất của ngăn xếp phần mềm phức tạp cho phép người lái điều chỉnh góc trượt mà họ muốn qua một góc cua. Ferrari cho biết hệ thống này đã được tối ưu hóa và giờ đây, có thể ước tính độ bám đường của lốp khi đánh lái, cho phép hệ thống nhanh chóng tìm hiểu mức độ bám đường theo thời gian thực. Hệ thống lái độc lập 4 bánh cũng đã được lắp đặt, giống như của 812 con 1 Ferrari sẽ bán chiếc xe mới với lốp Michelin Pilot Sport S5 hoặc gớt EGF1 Super Sport, cả hai đều được phát triển đặc biệt cho nó và có kích thước 275 trên 35 ZR2 một phía trước và 315 trên 35 ZR21 ở phía sau. Chiều dài cơ sở của 12 q cũng ngắn hơn. 20mm so với 812 và xe có tỷ lệ phân bổ trọng lượng phía trước là 48,4% và 51,6%. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.